bác nào mắt kém không sâu được kim, học ngay tiếp này nhé. Khoa áo bị tuột thì kiếm ngay cái dĩa, rồi làm theo cực clip là xong. Không có máy hút bụi cũng đừng lo, kiếm vỏ chai coca thêm tờ giấy ăn với máy sấy tóc, hút bụi bẩn sạch bong luôn. Muốn hút bớt váng mỡ thì dùng ngay đá lạnh. Ảo diệu quá các bác ạ. Muốn cọ nồi bị cháy thì dùng nước soda, đun sôi lên và đổ nước bẩn đi là sáng bóng. Còn đây là cách lấy cặn bẩn ra khỏi vòi hoa sen, đơn giản mà hiệu quả không ngờ luôn ý. Làm hoa héo thì lại bằng soda, cứ như kiểu đang làm ảo thuật ấy. Gấp áo cho chồng mà biết cách này, chồng yêu chồng nhớ cả ngày không thôi. Trước khi luộc khoai tây khí hai đường thế này, luộc xong cho vào bát nước đá, bóc vỏ dễ như ăn kẹo luôn này. Đã bác nào biết cách làm trứng ốp la này chưa? Vừa đẹp mắt lại ít dầu mỡ. Làm sạch các bị mốc chì trong phút mốt, làm theo các bước dưới đây nhé. Sạch bong như mới. Đang mở khóa mà bị gãy chìa. Dùng keo nến hơi nóng cho vào ổ khóa. Tiết kiệm được mấy trăm ngàn mời thợ về sửa.